Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình 10 phút cảnh báo trên kênh VTC16. Thưa quý vị, thời điểm này các loại cây trồng vụ xuân đang trong giai đoạn sinh trưởng và phát triển. Tuy nhiên thì thời tiết diễn biến phức tạp, độ ẩm cao những ngày qua là điều kiện lý tưởng để các loại sâu bệnh dịch hại bùng phát, đe dọa đến tình hình năng suất của người dân. Theo báo cáo từ các chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật Hòa Bình, gần đây thì ốc bươu vàng đã gây hại trên lúa mới cấy với diện tích là 80 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Còn theo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Thái Bình, qua kiểm tra thực tế, đồng ruộng cũng cho thấy bệnh đạo ôn lá trên cỏ dại, nguồn bệnh đã xuất hiện với mức độ nặng hơn nhiều vụ. Dự báo là trên lúa, bệnh sẽ có khả năng xuất hiện sớm và mức độ gây hại nặng hơn các vụ xuân trước, ghi nhận của nhóm phóng viên. Hiện trà lúa xuân sớm ở giai đoạn cuối đẻ nhánh đứng cái, trà chính vụ đẻ nhánh rộ, cuối đẻ nhánh, trà muộn đẻ nhánh đến đẻ nhánh rộ. Dự báo trong thời gian tới, ốc bươu vàng sẽ tiếp tục gây hại trên diện tích trà muộn mới cấy, giai đoạn đẻ nhánh, tập trung chủ yếu ở các chân ruộng trũng gần ao hồ kênh mương có nước chảy qua. Do đó, bà con cần áp dụng một số biện pháp phòng trừ ốc bươu vàng như sau. Tiến hành bắt ốc bươu vàng và thu gom ổ trứng vào buổi sáng sớm hoặc chiều tối để tiêu hủy, rút bớt nước trong ruộng lúa nhằm hạn chế sự gây hại của ốc bươu vàng. Đặt lưới thu gom ốc bươu vàng ở nơi cống dẫn nước để ngăn chặn ốc bươu vàng lây lan. Đối với những diện tích lúa đã bị ốc bươu vàng gây hại, cần dặm bổ sung ngay kết hợp với chăm sóc, bón phân để lúa đẻ nhánh thuận lợi. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thái Bình, kiểm tra thực tế đồng ruộng cho thấy bệnh đạo ôn lá trên cỏ dại, nguồn bệnh đã xuất hiện với mức độ nặng hơn nhiều vụ. Dự báo trên lúa, bệnh có khả năng xuất hiện sớm và mức độ gây hại nặng hơn các vụ xuân trước, tập trung ở hai cao điểm. Cao điểm 1, bệnh phát sinh gây hại từ đầu tháng 3, gây hại nặng từ trung tuần đến cuối tháng 3 trên các giống lúa nhiễm bệnh cấy sớm như TBR225, nếp các loại BC15, phân bố chủ yếu ở các huyện phía Bắc, Hưng Hà, Đông Hưng, Bắc Thái Thụy. Cao điểm 2, bệnh gây hại từ đầu đến giữa tháng 4 trên diện tích lúa xạ và lúa đại trà, đặc biệt là ở các huyện phía Nam của tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thái Bình khuyến cáo, với diện tích lúa đại trà hồi xanh bén rễ, bắt đầu ra lá mới và lúa gieo thẳng đạt 4 lá, cần tiến hành bón thúc bằng các loại phân tổng hợp NPK, chuyên thúc có hàm lượng đạm cao để lúa đẻ nhánh thuận lợi tập trung. Thưa quý vị, những năm gần đây trước tác động của biến đổi khí hậu, tình hình thời tiết ở nước ta ngày càng diễn biến phức tạp, cực đoan, khó lường và ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất của người dân. Tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, vải thiều được xem là một trong những cây trồng chủ lực. Đây cũng là vùng trồng vải thiều tập trung lớn nhất của tỉnh trên 3.200 ha, trong đó thì trà vải sớm là 1.700 ha, vải chính vụ là hơn 1.500 ha. Hiện nay thì vải thiều đang trong giai đoạn ra hoa đậu quả, song năm nay do thời tiết bất lợi nên tỷ lệ vải thiều ra hoa không đạt cao như năm ngoái. Các trà vải sớm tỷ lệ ra hoa đạt khoảng 70-80%. Vùng trồng vải thiều xã Thanh Quang, huyện Thanh Hà, Hải Dương. Thời điểm vải thiều ra hoa gặp thời tiết xấu, mưa ẩm kéo dài, kèm sương mù, cây vải dễ có nguy cơ bị bệnh sương mai gây hại. Ông Cử đang phun thuốc phòng trừ cho 3 sào vải của gia đình. Chăm sóc bây giờ là phải năng dẻo, đồng áng, sâu bệnh và bệnh phát ra. Thế nữa theo nếu mà phun về sâu thì phải nghe loa thông báo. Thì thường thường đi phun trước và sau 1-2 ngày, trong vòng 3 ngày sau đó phải phun đều đặn. Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hợp Đức đang quản lý 270 ha vải thiều, trong đó có 240 ha đã được cấp mã số vùng trồng. Ngoài việc thường xuyên thăm vườn để phát hiện bệnh kịp thời, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hợp Đức thường xuyên thông tin đến bà con nông dân về tình hình sâu bệnh dịch hại và khuyến cáo các biện pháp phòng trừ từ ngành chức năng và cơ quan chuyên môn trên hệ thống loa truyền thanh và nhóm Zalo trên điện thoại. Trong cái lúc làm thì có ông chủ nhiệm hợp tác xã chịu trách nhiệm toàn bộ cái khu vực vườn cây trồng để giám sát và hướng dẫn cho xã viên làm đảm bảo cái hiệu lực cao. Chúng tôi tuyên truyền khuyến cáo và cái chỉ đạo sát sao đối với các hộ nhân dân nằm trong cái vùng đã được quy hoạch thì luôn luôn tuân thủ về các những cái sử dụng các những cái bộ thuốc và vệ sinh đồng ruộng. Từng theo từng giai đoạn luôn luôn là tuyên truyền nhắc nhở đến bà con để bà con nắm bắt kịp thời các những cái đưa sâu bệnh đạt được cái hiệu quả cao.
Huyện Thanh Hà có trên 3.200 hecta trồng vải, trong đó trà vải sớm 1.700 hecta, trà vải chính vụ hơn 1.500 hecta. Hiện trà vải sớm đang nở hoa đến đậu quả, trà vải chính đang lác đác nở hoa. Ngay từ đầu vụ, huyện Thanh Hà đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và khuyến cáo nông dân từ khâu điều tiết nước, phòng trừ sâu bệnh và áp dụng khoa học kỹ thuật để đạt hiệu quả cao. Thứ nhất là về cái công tác điều tiết nước, chúng tôi đã chỉ đạo sĩ nghiệp khai thác công trình thủy lợi và các địa phương thường xuyên theo dõi cái độ mặn trên các sông trục để mà lấy nước vào cho nó phù hợp với cây vải. Thứ hai là chỉ đạo khuyến cáo nhân dân là sản xuất theo các cái vùng tập trung và theo các cái vùng đã được cấp mã số, các cái vùng mà sản xuất theo VietGAP và GlobalGAP. Thứ ba là áp dụng các khoa học kỹ thuật để giữ cái hoa vải và tạo điều kiện để cho cái hoa vải được kết quả được tốt hơn. Ngoài việc thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình sâu bệnh và cách phòng trừ từ cơ quan chuyên môn, người trồng vải thiều cần chú ý phun thuốc trước khi hoa vải nở rộ, luân phiên các loại thuốc trong quá trình sử dụng để hạn chế tính kháng thuốc của sâu. Thưa quý vị, thời gian qua do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu làm cho nhiều loại dịch hại phát sinh ngày càng gia tăng, không theo quy luật, mức độ gây hại khó lường, khó dự báo. Là địa phương đầu tiên trong cả nước được lựa chọn thí điểm xây dựng và thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp, đặc biệt là vài năm trở lại đây, các doanh nghiệp, chính quyền địa phương và nông dân ở Đồng Tháp đã đặt nhiều niềm tin và kỳ vọng vào các máy móc công nghệ, thiết bị tự động mang lại hiệu quả thiết thực. Điển hình như là thiết bị giám sát sâu dày trên cả cây lúa và cây ăn trái mà nhiều nông dân tại huyện Cao Lãnh đang áp dụng. Hiện tại, hệ thống giám sát sâu dày thông minh đang phân bố gần 60 trạm ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Riêng tại Đồng Tháp có 15 trạm. Mỗi trạm giám sát sâu dày thông minh sẽ bao gồm những cảm biến về môi trường, đo nhiệt độ, độ ẩm lượng mưa, tốc độ gió và hướng gió. Trái tim của trạm là hệ thống đèn LED bao gồm ánh sáng UV, ánh sáng xanh dương, ánh sáng xanh lá, ánh sáng trắng, đã được nghiên cứu kỹ theo đặc tính của sâu dày. Ngoài các trạm đa số được đặt trên diện tích trồng lúa, vẫn có các trạm được bố trí tại các vườn cây ăn trái. Khi mà có cái app rồi, người ta áp dụng là đúng thời điểm nào hoặc mật độ sâu dày bao nhiêu, mình áp dụng thì sẽ tốt hơn. Chứ còn nếu mà không có thì mình nông dân thì thường thường có cái quan điểm là hay xịt ngừa. Mình theo dõi sâu dày nè, rồi mình theo dõi trạm quan trắc nước nè, rồi theo dõi thời tiết. Nói chung cái thời tiết nó cũng là quan trọng với cái dân làm xoài nè. Mình phải biết được cái thời tiết nắng mưa như thế nào đó, mình áp dụng trên vườn cây mình nó hiệu quả hơn. Tại những địa điểm đặt trạm giám sát, đa phần nông dân đều có ý thức trong việc giữ gìn và bảo vệ trạm. Đây cũng là những người thường xuyên theo dõi mức độ sâu dày thông qua phần mềm và kể cả qua trực tuyến. Qua những đối chứng, thì số lượng sâu dày thu thập được và số liệu thống kê trên phần mềm đã thuyết phục được nông dân. Có cái app mà để kiểm tra sâu dày đó là nó có lợi cho nông dân rất là nhiều. Có như là một mặt là mình quan sát, một mặt thì mình coi vô cái điện thoại thông minh, là giữa hai cái đó mình kết hợp làm sao cho nó hài hòa để mà mình xử lý thuốc men cho nó đúng lúc, đúng thời điểm. Tiện lợi là vậy. Tuy nhiên qua gần 5 năm triển khai, số lượng nông dân biết đến tận dụng thông tin từ hệ thống giám sát sâu dày vẫn còn rất hạn chế. Đa phần chỉ quẩn quanh ở nơi đặt trạm, hoặc những nông dân thực sự có quan tâm, thậm chí có những trường hợp không hề biết là trạm giám sát sâu dày thông minh này đều có ứng dụng riêng trên điện thoại thông minh. Hội nông dân cũng có cái triển khai rồi cử thành lập một cái tổ để mà cài xuống cho các cái nhà vườn của mình. Nếu mà cài được hết cho các cái nhà vườn thì nó rất có lợi cho các cái nhà vườn. Các cái vườn xoài của mình á thì sẽ nhập lên cái nhật ký canh tác, thì trái đó cái trái xoài của mình á nó lên thị trường luôn. Hiện nay nhiều trạm giám sát sâu dày thông minh đã được phân bố đều trên phạm vi toàn tỉnh Đồng Tháp. Ứng dụng đã được phát triển, cài đặt và sử dụng hoàn toàn miễn phí. Sử dụng dữ liệu từ việc giám sát sâu dày thông minh, bà con sẽ không phải dậy sớm thức khuya, quan sát sâu dày hay việc phun xịt dư thừa, tốn kém chi phí không cần thiết. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng 10 phút cảnh báo của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.